Smartphone đang khiến con người xa cách nhau như thế nào công nghệ và những thiết bị thông minh giúp người dùng kết nối và trở nên gần nhau hơn khi mà khoảng cách không còn là giới hạn và mọi người có thể liên hệ trực tiếp với nhau tuy nhiên khi mà khoảng cách xa không còn là giới hạn thì những khoảng cách gần hay thậm chí ngay trước mắt lại trở nên xa vời hơn bởi con người dường như quá chú trọng vào các thiết bị công nghệ mà không còn để ý đến những người xung quanh hay đang ở ngay trước mắt ta trước thực trạng này Nhếp ảnh ra người Latvia An Larkowski đã thực hiện một bộ ảnh với tiêu đề Ngắt kết nối để kết nối, trong đó Lapkuski đã mô tả lại thực trạng của các gia đình hiện nay khi các mối quan hệ đang trở nên xa cách hơn chỉ vì những chiếc smartphone. Chúng ta đang dần biến mất, thật khó tưởng tượng cuộc sống mà không có smartphone, chúng ta có hàng ngàn bạn bè trên mạng xã hội nhưng chúng ta vẫn cô đơn, chúng ta trở nên vô hình, lạc lối trong màn hình smartphone với những cảm giác giả tạo do chúng mang lại. An Lapkuski giải thích về bộ ảnh của mình Mục đích chính của dự án này là minh họa cách chúng ta đang mất đi sự kết nối với thế giới thực xung quanh, cách chúng ta chọn màn hình smartphone thay vì thế giới xung quanh, nhắn tin với ai đó thay vì nói chuyện với người đối diện chúng ta, chúng ta đang bỏ qua những người gần gũi và thế giới thực tế của mình. Laplusky cho biết thêm. Nhiếp ảnh gia này cũng hy vọng với bộ ảnh của mình sẽ giúp cảnh tỉnh nhiều người hãy dành thêm nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè và người thân của mình thay vì chỉ tập trung vào thế giới ảo cũng như màn hình của smartphone. Trên thực tế, nhiều chuyên gia công nghệ phải cảnh báo rằng con người ngày càng trở nên bị động và phụ thuộc nhiều hơn vào smartphone hay máy tính bảng. Nhiều người thừa nhận rằng các mối quan hệ xã hội ngoài đời thật của họ đã bị ảnh hưởng và không còn được phong phú như trước. Trong khi đó không ít người cho biết họ lo ngại cho con cái của mình sẽ bị phụ thuộc quá nhiều vào thiết bị công nghệ thông minh và thiếu đi các kiến thức sống cần thiết. Hãy cùng xem bộ ảnh do An Lapkowski thực hiện và tự kiểm tra xem bạn đã từng rơi vào những trường hợp tương tự như vậy hay chưa. Phạm Thế Quang Huy